quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. Trước thông tin có khả năng Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ tái hợp, netizen phản ứng khá bất ngờ. Truyền thông Hàn từng có một lần thua đao trước báo chí Trung Quốc trong vụ song song, còn lời này thực hư chưa ai rõ cả. Cách đây không lâu, netizen dậy sóng trước một bài báo của Asia Today, tờ báo Đài Loan đề cập tới tin đồn Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ tái hợp. Theo tờ Asia Today, chi tiết khiến họ đặt nghi vấn là do Song Hye Kyo xuất hiện với chiếc nhẫn cưới trên tay. Truyền thông nước ngoài liên tục đăng tin, tuy nhiên vẫn không có cơ sở chính xác cho suy đoán này. Mọi thứ chỉ lấy lên trong dư luận do các phương tiện truyền thông Trung Quốc cập nhật mà thôi. Sự nổi tiếng của Song Song là ngoài sức tưởng tượng ở đây, do đó giới truyền thông đặc biệt chú ý đến từng động thái của cả hai. Sau khi bài báo được đăng tải, cư dân mạng chia làm hai luồng dư luận. Người cho rằng rõ ràng đây chỉ là chiêu trò từ truyền thông mà thôi. Kẻ lại bất ngờ đặt niềm tin vì xuất phát từ nguyên nhân khá bất ngờ. Được biết, những tin hot liên quan đến cặp Song Joong Ki và Song Hye Kyo từ trước đến nay đến từ truyền thông Trung Quốc, trong khi hai nhân vật chính đều là ngôi sao của xứ Hàn. Thông tin tái hợp lần này cũng xuất phát từ phía truyền thông Trung Quốc nên bất ngờ lại nhận được sự tin tưởng từ netizen. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng có khả năng Song Hye Kyo đã có tình mới chứ không phải quay lại với Song Joong Ki. Thậm chí, hành động đeo nhẫn của Song Hye Kyo cũng có thể là đeo nhẫn đôi với bạn trai mà thôi.